xin kính chào tất cả các thành viên của Hello Chapter. Và ngày hôm nay là một trong những chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta gặp lại những thành viên và của gia đình Hello, mà bên cạnh đó họ đã giữ một cái sứ mệnh cực kỳ quan trọng để phát triển một gia đình của chúng ta trong một quãng thời gian, một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn một chút nào cả. Những cái cung bậc của cảm xúc để chúng ta giúp cho Hello có một cái vị thế Diamond Chapter. Và tôi nghĩ rằng chúng ta biết ơn vì điều đó. Và ngày hôm nay một chương trình bàn tròn chủ tịch của Hello Chapter xin được gửi tới tất cả mọi người những cái điều chúc để chúng ta trong chặng đường sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thành tích hơn nữa. Và ngày hôm nay thì rất vui được gặp gỡ các thành viên và cũng là những chủ tịch của Hello Chapter. Đầu tiên thì xin được giới thiệu là anh Đặng Quốc Hùng, chủ tịch của nhiệm kỳ 4. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu đó là chị Phạm Thùy Dung, là chủ tịch của nhiệm kỳ 6. Và cũng đặc biệt hơn nữa đó là một cái sự kế thừa, đó là anh Võ Thành Đạt sẽ là chủ tịch của nhiệm kỳ 8 chúng ta. Vâng, chúng ta hãy liệt nhiệt chào mừng về điều đó. Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu trong chương trình ngày hôm nay luôn. Đối với cảm xúc của tôi thì tôi vào đúng cái thời điểm BNI Hello Chapter ở nhiệm kỳ 4, là giai đoạn của anh Đặng Quốc Hùng. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ khởi đầu bằng những câu hỏi, những chia sẻ của anh Đặng Quốc Hùng đúng không ạ? Thưa anh, thì anh có thể cho biết là trong giai đoạn mà vào Hello Chapter, có lẽ là anh cũng bước đầu tiên anh cũng là trở thành những người khách mời và sau đó anh trở thành thành viên. Vậy thì thưa anh có thể chia sẻ là động lực nào giúp cho anh là có một cái động lực rất lớn lao là nhận một cái vai trò là chủ tịch của Hello Chapter ở nhiệm kỳ 4, một cái nhiệm kỳ rất là bùng nổ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hồ Quốc Thân với một câu hỏi rất là hay. Thì tôi cũng đều giống như anh chị, bắt đầu trở thành thành viên của BNI cũng đều là từ khách mời. Thế trong cái quá trình mà tôi làm ở nhiệm kỳ 2, 1, 2, 3 thì tôi giữ vai trò LT. Và tôi thấy là khi mà mình làm LT mình đã cống hiến rồi, và khi lên làm chủ tịch thì cái vai trò và cũng như là cái trách nhiệm cũng như là cái sự cống hiến trong chapter nó còn phải cần nhiều hơn nữa. Và một chapter nó muốn phát triển được thì cần một cái đội ngũ LT mạnh cũng như là đoàn kết, và đặc biệt là cả chapter đồng lòng. Và tôi nghĩ là thời điểm đó thì rất là cần sự đồng lòng để đưa Hello tiến lên từ một chapter Platinum có thể tiến lên Titanium và Diamond. Và tôi cũng được cảm ơn chủ tịch nhiệm kỳ trước là anh Nguyễn Như Đức đã tin tưởng là đề xuất cũng như là giới thiệu tôi vào vai trò chủ tịch. Và cảm ơn giám đốc Dũng và giám đốc vùng Phạm Thành Long đã phê duyệt, đồng ý, và cũng như là được sự tin tưởng của các anh em trong chapter giao cho tôi một cái trọng trách. Thực sự đó là một cái trọng trách. Và cũng rất là may là được tất cả các thành viên ủng hộ, nên là đó là một cái nhiệm kỳ mà cũng đưa Hello tiến lên. Đấy là cái mà chia sẻ thôi. Vâng, xin cảm ơn anh. Có lẽ là những chia sẻ của anh Hùng thì chúng ta đã hiểu được phần nào, nghĩa là cái sự kế nhiệm của từng nhiệm kỳ nó cực kỳ đặc biệt, tại vì lựa chọn ra một cái người chủ tịch để làm sao dẫn dắt cái con tàu của một chapter nó cực kỳ quan trọng. Vậy thì ở đây là chị Thùy Dung là một trong những người gọi là core của Hello Chapter. Vậy thưa chị thì chị nhìn nhận như thế nào ở cái nhiệm kỳ mà anh Hùng làm chủ tịch, và chị đánh giá như thế nào với việc là cái thời điểm đó là một cái bước đệm rất là tuyệt vời để chúng ta tăng trưởng là trở thành một cái chapter Diamond? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Thân. Với tư cách là thành viên đầu tiên của Hello, tôi không có được cái cơ hội như mọi người, đấy là tôi không có cơ hội làm khách mời, mà tôi là thành viên đầu tiên. Thế nên là khi mà trở thành thành viên đầu tiên thì tôi được một cái may mắn, đấy là trải qua tất cả các nhiệm kỳ và được chứng kiến cái sự thăng trầm của Hello Chapter. Thì đối với tôi mà nói, nhiệm kỳ của anh Hùng có một cái sự bùng nổ rất là tốt về cái việc mà chăm sóc các thành viên. Ở trong nhiệm kỳ của anh Hùng thì có một cái sự phân công rất rõ ràng và có một cái sự sử dụng con người vô cùng thông minh và khéo léo. Thế nên là đã có rất là nhiều cây đa, cây đề của Hello Chapter trở thành một trong những người của ban thành viên. Và ban thành viên thì hoạt động vô cùng tích cực để chăm sóc tất cả mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ là thời điểm đấy thì tôi đang mang bầu. Và luôn luôn là cứ thứ hai, thứ ba hàng tuần thì tôi đều được chú ái là người gọi là lớn tuổi nhất trong chapter và được tất cả mọi người kính trọng. Chú đều nhắn tin hoặc là gọi điện cho tôi, hỏi là cháu ơi, thế ngày mai cháu hiện diện nhé. Thì tất nhiên là tôi không thể nào từ chối được, mặc dù là thời điểm đấy tôi đang mang bầu và có những cái lúc mà tôi cũng cảm thấy là khá là mệt mỏi và có thể là không tham gia. Nhưng chính nhờ cái sự quan tâm ân cần như vậy từ một cái người mà cực kỳ uy tín như vậy thì tôi đã luôn luôn cố gắng để có mặt.
Và đấy là một nhiệm kỳ mà tôi cảm thấy là các thành viên có thể có được cái sự gắn kết rất là tốt và hiện diện rất là tốt. Cảm ơn anh Hùng đã là một phần của Hello Chapter và giúp cho chúng tôi gắn kết đến ngày hôm nay. Vâng. Cảm ơn chị Dung đã. Có lẽ là cái hình ảnh tôi khi mà chị nói về hình ảnh của chị lúc đó đang mang bầu ấy, thì tôi đang tưởng tượng là một cái người doanh nhân nữ mà làm một đội co của Hello chúng ta mà với một cái sự nhiệt huyết lớn, đúng không anh? Tại vì một cái người phụ nữ mà đang mang bầu mà tôi nghĩ là vẫn ngày hôm nay, và chị là cái người cực kỳ quan trọng và tạo nhiệt huyết. Vậy thưa chị thì tôi muốn hỏi một chút, quay về quá khứ một xíu, là cái động lực nào khiến cho chị để làm sao mà xây dựng một xác định trở thành một đội co để xây dựng Hello Chapter, những cái thành viên đầu tiên chỉ 1, 2, 3 thành viên thôi, thì tôi nghĩ giai đoạn đó vô cùng khó khăn. Vâng, thực ra là cái lý do mà tôi đến với Hello thì cái lý do đầu tiên đó chính là cộng đồng chủ doanh nghiệp. Bởi vì bất kể ai trong số chúng ta khi đã làm chủ doanh nghiệp thì thường là thứ nhất là chúng ta cần đến mối quan hệ rất nhiều, bởi vì đấy chính là khách hàng của chúng ta. Và thứ hai nữa là chúng ta rất là cô đơn, nên là chúng ta sẽ cần những cái người đồng bạn, những người hiểu mình, những người cũng làm trong lĩnh vực như mình để mình có được cái cơ hội chia sẻ. Chính vì thế nên là khi mà bắt đầu trở thành chủ doanh nghiệp và tôi cảm thấy là cần phải có một cái cộng đồng để tôi thuộc về. Và chính vì thế nên là khi mà được giới thiệu đến BNI thì tôi đã, với cái sự tín nhiệm dành cho giám đốc cùng Hà Nội 6 là thầy Phạm Thành Long, cũng như là người đã khai sinh ra chapter là anh Phạm Tiến Dũng, thì tôi đã quyết định là sẽ trở thành người đầu tiên xây dựng, những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên Hello Chapter. Vâng. Vâng. Đấy, đó là một cái câu chuyện gọi là cái thời sơ khai để mà xây dựng nên một cái chapter Diamond, đúng không ạ? Tại vì tôi cũng là một thành viên của Hello Chapter thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Tại tôi đang ở trong một gia đình mà là một trong những chapter năng lượng nhất của vùng Hà Nội 6. Vậy thì anh Thành Đạt thì sao ạ? Tại vì lý do vì sao mà anh bao nhiêu cái cộng đồng ở ngoài kia mà anh lại lựa chọn Hello Chapter là một cái bến đỗ cho mình? Vâng, xin cảm ơn anh Hồ Quốc Thân với câu hỏi rất là thú vị và cũng làm cơ hội để tôi có thể chia sẻ. Đúng là trước khi vào Hello Chapter là tôi cũng đã tham dự một vài những buổi họp của các chapter khác. Nhưng khi tôi đến với Hello Chapter, được anh Như Đức mời đến, và đó là nhiệm kỳ của Chủ tịch Hùng, tôi thấy một cái không khí năng lượng, rất rất là năng lượng và thúc đẩy lẫn nhau đi lên trong buổi họp ngày hôm đó. Và với quyết tâm là mang những sản phẩm rượu vang của mình đến với cộng đồng doanh nhân, thì tôi thấy rằng là cái sự yêu thương lẫn nhau, năng lượng các buổi họp sẽ là một cái điểm tựa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi có thể kết nối và lan tỏa. Vậy là khi sau khi đi khoảng 4 đến 5 buổi họp, tôi đã dừng lại tại bến đỗ là Hello Chapter. Và đến thời điểm này thì tôi vẫn cho rằng đấy là một quyết định rất là đúng đắn và sáng suốt, và sẵn sàng cho đi nhiều hơn nữa, tất cả sức lực của mình dành cho Hello Chapter. Vâng, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Còn rõ ràng thì tôi cũng là một khách mời, và tôi đến đúng cái điểm chạm của tôi, đó là năng lượng. Và khi tôi đã là năng lượng rồi thì tôi nghĩ rằng là sẽ đưa ra rất nhiều quyết định, và tôi cảm thấy rất tự hào khi là thành viên của Hello Chapter. Và đặc biệt là một cái nhiệm kỳ chuyển giao giữa anh Đặng Quốc Hùng và anh Phạm Ngọc Tuấn, thì tôi đã mạnh dạn là trở thành một LT của Hello Chapter. Và tôi thấy rằng là khi mà tôi vào ban LT thì tôi thấy năng lượng của mọi người rất là tuyệt vời và đều là những người cho đi. Vậy thì có lẽ là cái sự cho đi của những vị chủ tịch là những người lớn lao nhất. Vậy thì có lẽ là tôi xin dành câu hỏi đầu tiên này dành cho anh Hùng là thưa anh, thì khi mà mình giữ một cái vai trò chủ tịch thì cái sự cho đi đấy lớn lao như thế nào, và đó là một sứ mệnh cực kỳ là quan trọng, và anh có thể chia sẻ được cái khi mà cái nhiệm kỳ của mình anh giữ vai trò chủ tịch thì anh đã phải cân đối thời gian như thế nào để vừa cân đối về cuộc sống gia đình, cuộc sống của doanh nghiệp của mình, và gánh vác thêm một cái trọng trách, nghĩa là gánh trên vai, nghĩa là hàng chục doanh nghiệp khác nữa, đúng không ạ? Vâng, anh thể chia sẻ điều này được không ạ? Dạ vâng. Thú thực là ở cái thời điểm mà khi mà tôi nhận vai trò là chủ tịch của chapter thì tôi cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho Hello. Và đó là đương nhiên, bởi vì khi mà nhận nhiệm vụ của vai trò chủ tịch thì thực tế thành công của chapter ấy, là nhờ tất cả các thành viên, và đặc biệt là thành viên của ban LT tạo nên cái sự thành công của mỗi nhiệm kỳ. Còn chủ tịch thực ra là không phải là chỉ là làm tốt cái vai trò của điều hành trong buổi họp thôi. Tuy nhiên là lại là người phải lo lắng nhiều nhất cho chapter, vì các ban hoạt động như thế nào. Nguyên cái thời gian mà chúng tôi check những cái online, check những cái báo cáo, rồi xem các cái chỉ số, rồi xem các cái thành viên của các cái ban khác làm việc như thế nào, có đúng tiến độ và đúng quy trình hay không, thì đấy nó đã là một cái quãng
mất rất nhiều thời gian rồi. Thế là chúng tôi cũng phải gác bớt cái thời gian dành cho doanh nghiệp của mình lại. Nhưng bù lại thì chúng tôi lại nhận được cái sự tin tưởng, sự tôn trọng, sự yêu thương của các thành viên và của các anh em trong Hello Chapter, của các LT, và nhận được cái uy tín ở trong, không chỉ trong chapter mà cả trong cộng đồng BNI, trong cả vùng Hà Nội 6, trong cả những cái chapter ở liên vùng khác, họ cũng biết đến Hello Chapter, biết đến những cái vai trò của các LT và của những người mà dẫn dắt Hello Chapter. Thì đấy là cái mà lớn nhất tôi nhận được. Còn cái việc hy sinh kia thì cũng giống như các anh chị chăm một cái doanh nghiệp của mình ấy. Thì bây giờ là một, đây là nếu là một doanh nghiệp thì lại còn là toàn các chủ doanh nghiệp nữa, thì cái thời gian chăm sóc của nó cũng như là cái trách nhiệm của nó cao hơn. Thế nhưng mà bù lại thì lại nhận được rất nhiều những cái giá trị. Vâng, có lẽ là tôi nhìn hình ảnh của anh Đặng Quốc Hùng cái thời điểm mà trước khi anh nhận cái nhiệm vụ là chủ tịch của nhiệm kỳ 4, và sau khi anh hoàn thành cái nhiệm vụ chủ tịch của nhiệm kỳ 4, thì tôi mới thấy rằng là thì ra là làm một vai trò chủ tịch còn giúp chúng ta là có một thân hình nó thon gọn đẹp hơn nữa. Đúng không anh? Tại vì tôi thấy là phải sự lo lắng để chúng ta dành cho thành viên, cho nên là có lẽ áp lực cũng nhiều, nhưng mà có lẽ đó là một sự trải nghiệm, đúng không anh? Vâng. Thực ra đúng là nhiệm kỳ của tôi thì tôi cũng nhờ Hello tôi cũng giảm cân thành công. Cho nên chắc là vì thế mà chủ tịch Đạt nhiệm kỳ này là xung phong vào để làm vai trò chủ tịch. Tôi nghĩ đó là một lý do đấy, đó là một lý do. Đấy là một động lực đấy. Thú thực là có những buổi mà tôi đi họp buổi sáng phải xuất hiện ở Hello lúc 6 giờ 15. Và vì chủ tịch mà phải và LT phải đến sớm. Và cả đêm đấy tôi không ngủ được. Tôi thức trắng đêm bởi vì là cứ chăn trở xem ngày hôm sau mình sẽ dẫn như thế nào. Rồi thì các cái bài, rồi thì những cái phần đào tạo, những cái phần khác, rồi khách mời. Tức là lúc đấy mình, anh em thì là người làm, chứ chúng tôi chủ tịch thì thực ra LT vất vả, nhưng mà lo lắng thì lại là người lo nhất. Và thú thực là ban nãy như chủ tịch Dung có chia sẻ, là ở nhiệm kỳ tôi chăm sóc thành viên tốt, không phải tôi chăm sóc tốt, mà ban thành viên chăm sóc tốt, chú ái, rồi rất nhiều anh chị em. Nhưng mà Hello ấy, thì có một cái đặc sản là năng lượng, nhưng còn một thứ đặc sản nữa của Hello mà ở nhiệm kỳ tôi cảm nhận được, đó là tình yêu thương. Tức là rất là chăm sóc, và chú ái là người mà lớn tuổi nhất. Khi mà chăm sóc các thành viên thì những người mà chú ái gọi điện thì thực không mặc đấy. Nhưng mà các anh chị tưởng tượng là nó yêu thương ở đây là gì, anh em. Nếu mà nói một cái ví dụ thì như này, tôi đã xem cái danh sách các thành viên của Hello cắt. Và lúc đó tôi xem xong tôi đã khóc. Lúc đấy tôi đang nằm trên giường, buổi tối tôi xem cái danh sách. Bởi vì tôi thấy giống như kiểu mình mất đi một cái người, tức là mất kết nối với một người anh em ấy. Thì lúc đấy tôi bảo là làm thế nào ở cái nhiệm kỳ này mà cố gắng bằng mọi giá là phải giữ được cái sự duy trì được cái hoạt động của anh em thật tốt và cái sự hiện diện. Vì mất một thành viên nghỉ là chúng ta giống như một cái người anh em của mình không còn hoạt động kết nối nữa. Cho nên là thực sự lúc đấy tôi chia sẻ cái điều này nó cũng hơi là bí mật, nhưng mà đúng cái lúc đấy tôi xem cái số lượng thành viên mà đã từng hoạt động ở Hello mà đã không hoạt động nữa, tôi đã khóc. Và ở nhiệm kỳ tôi thì tôi cố gắng giữ cái tỷ lệ đó ở mức thấp nhất. Có lẽ là khi mà chúng ta nhắc đến cái việc là những thành viên của chúng ta gọi là họ không hoạt động nữa thì cũng có một chút nào đó cảm xúc, đúng không ạ? Tại vì chính bản thân của tôi cũng cảm xúc. Tại vì chúng ta xem chúng ta là những gia đình với nhau, chúng ta vào chung một gia đình. Vậy thì cái tôn chỉ của chúng ta là không để ai lại phía sau. Nên tôi nghĩ tôi hiểu được cái cảm giác. Tại vì chúng ta đều là các CEO doanh nghiệp cả. Và chúng ta hiểu cảm giác là những khó khăn của thành viên nhưng mà mình không thể giúp được cho họ, câu chuyện ở lại gia đình này. Đó cũng là một cái phần có lẽ là trách nhiệm của một người chủ tịch, đúng không ạ? Và tôi hiện rất thấu hiểu điều này. Còn ở đây thì có một vị chủ tịch đặc biệt, đó là khi mà chị lên giữ một vai trò chủ tịch của một chapter mà có năng lượng ọp là tốt nhất của vùng Hà Nội 6. Và cả một nhiệm kỳ của chị ấy thì tôi chỉ nhớ đúng một lần là chị được ọp thôi. Nghĩa là cả một nhiệm kỳ là chỉ online, chủ tịch online. Đúng không ạ? Chủ tịch online. Thì không biết là chị Dung thì sao, và cái cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị giữ một vai trò như vậy, và cái áp lực của mình như thế nào trong nhiệm kỳ, cái khi mà rõ ràng chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc là
là điều hành một cái chapter online. Nhưng mà tôi rất là tự hào vì chúng ta dù sao chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và gia đình Hello vẫn tồn tại. Vâng, thực ra là cũng hôm nay cũng muốn chia sẻ thật lòng với anh chị em. Tức là nhìn các chủ tịch đi qua các nhiệm kỳ thì thực sự là ban đầu mình không bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm chủ tịch. Bởi vì quá vất vả và anh em cũng phải đi lại rất là nhiều. Trong khi với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì mình còn phải lo cho con cái, mình còn phải dành thời gian cho chồng, chăm sóc chồng. Thì không thể nào mà đi nhiều như thế được. Bên cạnh đấy lại còn doanh nghiệp của mình bao nhiêu nhân viên nữa. Đấy, thế nên là cũng phải tâm sự thật với cả mọi người. Đấy là chính vì đấy là cái thời kỳ online nên là tôi mới dám nhận làm chủ tịch. Mặc dù là mình cũng có một cái mong muốn, mình cũng có một cái gọi là một ngày nào đấy là mình có thể mình cũng trải nghiệm một lần chủ tịch xem sao. Nhưng mà nếu tất cả đều là offline thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tôi nhận, kể cả là tôi có được mời. Nhưng mà rất là may thì đúng cái thời điểm đấy nó lại là online, nên là tôi đã dũng cảm tôi nhận cái trách nhiệm đó vào cái thời điểm mà gần như là rất là ít người gọi là mong muốn để nhận cái chức danh chủ tịch, bởi vì nó quá vất vả. Thế thì trong cái thời giai đoạn online đấy thì thực sự là quá nhiều thử thách. Thứ nhất là doanh nghiệp thì đang rất là lao đao, mọi người đều đang phải vật lộn với cuộc sống của mình, chứ không nói đến cái việc là đi ra ngoài giao lưu rồi kết nối, bởi vì có kết nối thì cũng không ra khách hàng, cũng không ra đơn hàng. Đấy, thứ hai nữa là cái năng lượng online rất là khác. Năng lượng online đấy là khi mà chúng ta lên họp và ở đấy chúng ta đúng 7 giờ chúng ta xuất hiện. Cho có thôi, cho có lệ thôi, bởi vì trước đấy không hề giao lưu mở, rất là khó để giao lưu mở. Không chạm được nhau, không nhìn được vào ánh mắt của nhau, rất là khó. Thì tất cả mọi người hầu như đều chỉ có thói quen là đúng 7 giờ xuất hiện để không bị muộn. Và sau đấy là ngồi nghe đến cái phần mà trình bày 30 giây thì tắt cam, off cam hoặc hình lượt mình thì bật lên để mà nói, gọi là chỉ xuất hiện để cho xuất hiện thôi. Đối phó rồi đúng không? Vâng. Có nhiều người tôi thậm chí là tôi còn thấy là để nguyên cái camera và video ấy để gọi là cảm giác như là tôi vẫn ở đấy, thực ra tôi đang đi đâu, tôi làm gì đấy thì không ai biết. Đấy, và rất là nhiều trường hợp như vậy, và phải đến ví dụ như đợt đấy là có tầm khoảng 110, lúc mà anh Tuấn bàn giao lại nhiệm kỳ thì có tầm khoảng 110 thành viên. Nhưng mà họp online thì chỉ có tầm khoảng 60-70 thôi. Và cái số thật sự mà bật cam và ngồi ở đấy suốt buổi họp ấy thì có lẽ là chỉ được khoảng 50-60%. Còn lại là hầu hết sẽ làm việc này, việc kia, đưa đón con, vân vân và vân vân. Và đến cái thời gian kết thúc 8:30 thì tất cả mọi người đều out khỏi Zoom. Và không kể cả là chúng tôi có làm rất nhiều cách thì cái thời gian đấy là thực sự là có rất nhiều đêm mất ngủ. Có rất nhiều đêm mất ngủ. Vừa mới tâm sự với anh Đạt là anh giống em, là 2 tháng đầu tiên thực sự là rất trăn trở. Bởi vì làm thế nào để giúp cho anh em tốt hơn. Vâng, tốt hơn. Đấy, tốt hơn và có một cái thói quen là kết nối được nhiều hơn. Kể cả là trong cái mùa dịch đấy thì nó sẽ vẫn như là một cái tiền để sau này khi mà mình hết dịch rồi thì anh em sẽ có sẵn cái mối quan hệ đấy để anh em phát triển ra được. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng nghĩ ra rất nhiều cách, và trong đấy thì có cái cách là kết nối chapter với chapter. Thì cái thời gian mà tôi làm chủ tịch thì cũng đã có rất là nhiều cái kỳ kết nối giữa hai chapter với nhau để làm sao cho mọi người có được nhiều kết nối hơn, có được nhiều cái sự trải nghiệm hơn. Ngoài ra thì cũng tổ chức thường xuyên là nghĩ ra cách để tổ chức offline để mọi người gặp nhau, thỉnh thoảng gặp nhau lại có nhiều năng lượng hơn. Thế tuy nhiên là nó vẫn cứ vô cùng thử thách, bởi vì mọi người online nhiều quá, mọi người mất cảm xúc với nhau. Và cái thời điểm đấy, cái thời điểm cuối nhiệm kỳ thì tôi cũng phải nói là vô cùng đau lòng, là phải cắt đi khoảng tầm 20 thành viên. Vô cùng đau lòng, nhưng mà không thể làm gì được khác nữa. Bởi vì khi mà chúng tôi đã làm quá nhiều cách đối với những thành viên đấy rồi, đã gọi điện, đã chăm sóc, và rất nhiều người cùng chăm sóc một thành viên, nhưng mà họ vẫn quyết định ra đi, bởi vì cái doanh nghiệp họ không thể chịu đựng được nữa. Họ không đủ cái khả năng để tái trở lại, tức là không đủ tiền luôn để tái trở lại với gia đình Hello. Thế nên là nó quá khó khăn, và chúng tôi đã phải chấp nhận là phải cắt đi 20 thành viên. Và tất nhiên là nó là đô thị hình sinh nữa. Thế nên là cái trong cái thời điểm đấy thì tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng nó là đô thị hình sinh, nên là tôi đang giúp cho chapter đi qua, tôi và anh em LT đang giúp cho chapter đi qua một cái thời kỳ xuống đáy. Thì chắc chắn là 1-2 nhiệm kỳ sau, khi mà tình hình dịch đã ổn lại và mọi thứ trở lại bình thường, tất cả mọi thứ hoạt động trở lại bình thường, thì chắc chắn chapter sẽ đi lên. Thì chúng tôi sẽ cố gắng kiên trì để vượt qua cái nhiệm kỳ này một cách trọn vẹn nhất và cống hiến nhất, để cho anh em cảm nhận được cái tình thương đấy. Vâng. Tình yêu thương đấy. Vâng, thì đấy là cái nhiệm kỳ của tôi. Vâng. Và là một cái nhiệm kỳ mà gọi là đầy gian nan và thử thách, thì tôi cũng phải tâm sự thật
là trong những nhiệm kỳ mà học online thì đúng thực sự như tôi cũng có rơi vào trường hợp, tôi cũng rơi vào những trường hợp như chị Dung nói, đó là để dành những tại vì thật sao đó là cái một cái chapter mà chúng ta đến với nhau bằng năng lượng á, thì khi mà cái online thì thật ra chúng tôi là một đơn vị về truyền hình, chúng tôi cũng luôn luôn nghĩ cách để đưa ra những giải pháp, và thật ra trong giai đoạn kỳ online thì chính doanh nghiệp chúng tôi cũng đưa ra những cái giải pháp mà họp online và đưa các cái hiệu ứng để làm sao giúp mọi người cảm xúc, nhưng tuy nhiên thì nó cũng không đạt được như cái sự kiện offline. Vậy tôi nghĩ rằng là chị Dung mà gọi là đưa một Hello Chapter chúng ta vượt qua cái đoạn đó là tôi phải gọi là rất là ngưỡng mộ chị, tại vì không phải ai cũng có thể làm điều đó. Có những thành viên của chúng ta như chị nói là dù sao chúng ta phải dùng từ đó là thông cảm cho, tại vì quá nhiều áp lực đối với hoạt động của doanh nghiệp để mà đối chọi với 2 năm 3 năm Covid như vậy, đúng không ạ? Vâng, ok, xin cảm ơn chị Dung với những chia sẻ đầy gọi là đầy tâm huyết, nhiệt huyết của mình, và cũng bộc bạch ra những cái vấn đề là nó tồn đọng, đúng không, nó tồn đọng, mà hy vọng rằng là cái vấn đề online nó sẽ không phải lặp lại, để chúng ta vẫn giữ một cái vị thế của một cái chapter nó giữ vững. Anh Hùng có ý kiến gì đúng không? Tôi xin phép chia sẻ một chút, bởi vì chủ tịch Dung chia sẻ như vậy, nhưng mà theo cái quan điểm và cái góc nhìn của tôi thì tôi vẫn phải đánh giá là chủ tịch Dung là một người dũng cảm. Vâng. Bởi vì dám nhận vai trò chủ tịch, mà đặc biệt là một chủ tịch nữ, đã là một sự dũng cảm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chủ tịch Dung có nói là ok, online thì có thể đỡ phải đi lại thôi. Nhưng tôi nói là LT làm nhiều nhất, chủ tịch làm ít hơn, nhưng thú thực với anh chị cũng phải thú thực. Người ta nói là các cụ nói là một người lo bằng kho người làm. Được. Nhiều khi lo, cái lo lắng ấy, tại sao mà nhiều đêm mất ngủ, đúng không? Anh em chủ tịch đều mất ngủ, thiếu ngủ nhất rồi. Là những cái đoạn, giai đoạn mà đầu nhiệm kỳ, ít nhất là một tháng đến hai tháng đầu. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Thì cái trăn trở đấy, vì cái chapter ấy, thì chính cái đấy nhiều khi là gọi là hao tâm tổn sức đấy, cho nên là tôi mới giảm được thành công. Cái thứ hai đó là chị hết cái nhiệm kỳ online như vậy mà vẫn duy trì được chapter ở cái 9x, tức là số lượng là 9x. Vâng. Đấy là một cái thành công rất lớn rồi. Vâng. Đúng không? Từ 110 9x đấy là đã thành công rất lớn. Còn bình thường chưa chắc là có thể duy trì được với cái con số như vậy sau cái thời gian dịch nó ảnh hưởng chung mà. Vâng. Đấy, thì đấy là một cái sự thành công, và phải nói là đấy là một chủ tịch nữ bản lĩnh. Rất bản lĩnh và kiên cường. Đúng rồi, là một nữ tướng tuyệt vời của Hello. Chúng ta phải mừng điều đó, tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Còn đối với anh Đào thì sao? Anh nhìn qua một cái hành trình một vài nhiệm kỳ gần đây. Vâng. Thì anh cảm nhận như thế nào, và cái lý do vì sao mà trong nhiệm kỳ 8 này anh lại đưa ra quyết định là một cái người sứ mệnh trong việc là vai trò chủ tịch? Vâng, tôi đã được trải qua nhiệm kỳ của Chủ tịch Đặng Quốc Hùng, Chủ tịch Phạm Ngọc Tuấn, và đi qua một cái thời kỳ rất khó khăn của Chủ tịch Dung và Chủ tịch Lê Quang Huy. Tôi đã phần nào hiểu được kể cả những giai đoạn đỉnh cao của Hello cũng như những giai đoạn vất vả nhất của Hello, và hiểu được phần nào những giai đoạn lịch sử cũng như là văn hóa của Hello. Vậy thì giống như Chủ tịch Dung đã nói, cái gì đi qua vùng trũng thì nó sẽ đi lên. Cái giai đoạn khó khăn nhất thì Chủ tịch Dung, một người phụ nữ rất là xinh gái nhưng mà rất kiên cường để trèo lái Hello, và em ý đã làm được như vậy thì càng cho tôi một cái động lực để đưa Hello tiến lên hơn nữa. Và rõ ràng là một đặc sản của Hello, tất cả các chủ tịch đều thừa nhận, đó là năng lượng và sự yêu thương. Cái năng lượng và sự yêu thương nó đã bị giãn cách rất nhiều bởi thời kỳ dịch, và hiện nay mọi thứ đang dần tốt lên. Hy vọng là đại dịch sẽ bị đẩy lùi xa, có nghĩa rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau, để yêu thương nhau và tăng điểm chạm. Vậy thì khi với thời kỳ này, tôi cho rằng những cái đặc sản của Hello chắc chắn sẽ được phát huy một cách tối đa. Và khi chúng ta được gặp nhau, nhiều điểm chạm, yêu thương nhau hơn, quan tâm nhau hơn và tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho nhau hơn, thì đó sẽ là lúc mà Hello lại cất cánh như xưa. Tôi và ban LT đã ngồi với nhau cùng nhìn nhận lại những chặng đường đã qua của Hello, và thấy rằng thời kỳ này của mình sẽ là một trong những thời kỳ rất nhiều những thuận lợi. Và tôi tin chắc rằng là với sự ủng hộ của các chủ tịch và ban LT và sự nỗ lực hết mình của mình, thì tôi cho rằng Hello sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại đỉnh cao như hồi xưa. Nên việc trở thành chủ tịch của nhiệm kỳ 8 này, tôi cho rằng là một thách thức rất là lớn nhưng cũng là một vinh hạnh, và tôi sẽ làm hết sức mình trong nhiệm kỳ này. Vâng. Vâng. Chắc là có lẽ là cái kế hoạch thì chúng ta đều đã có những kế hoạch rồi. Vâng. Vậy thì anh có thể bật mí một chút về việc là rõ ràng mục tiêu chúng ta có, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là hành động. Vâng. Vậy thì chúng ta lúc nãy giờ chúng ta thường nói việc là tạo năng lượng cho thành viên để làm sao mà họ có những hoạt động hiệu quả. Vậy thì anh có thể chia sẻ là trong những kỳ 8 này thì cái mục tiêu nào mình sẽ tập trung nhiều hơn trong cái câu chuyện đó là tạo năng lượng và hiệu quả cho
các thành viên, các member được không? Một trong những cái mà khác biệt giữa đại dịch và sau đại dịch đó thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau trực tiếp thường xuyên hơn. Như vậy thì tôi cùng Chủ tịch Dung, cùng Phó Chủ tịch Phương đã bàn luận rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ có những ngày hội đi thăm các doanh nghiệp, chúng ta sẽ thúc đẩy những cái hoạt động one-to-one một cách thực chất và hiệu quả. Và khi chúng ta gặp nhau, đến thăm nhau, hiểu và nhau, tăng điểm chạm, thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái then chốt nhất để cho các thành viên cảm thấy có hai thứ, đó là thứ nhất là họ được quan tâm và Hello đúng là một gia đình. Thứ hai, khi chúng ta đến thăm nhau, hiểu về cơ sở kinh doanh của nhau, thật sự sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong việc trao đổi cái cơ hội kinh doanh. Giống như tôi và anh Đặng Quốc Hùng đã có một thời kỳ ít khi được gặp nhau, nhưng chỉ cần ngồi trên xe ô tô với nhau suốt chặng đường từ buổi họp cho đến đây, chúng tôi đã biết được về sản phẩm của anh Hùng, biết được những cái mà công ty tôi có thể mang lại những cái thuận lợi nếu như anh Hùng hợp tác cùng tôi. Vậy thì tăng điểm chạm, tăng sự tham quan lẫn nhau thì đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta sẽ tăng được doanh thu. Và khi các thành viên một chapter vừa có năng lượng, vừa tăng doanh thu, các thành viên vừa đến vừa vui và vừa ra sản phẩm và vừa ra thu nhập, thì tôi cho rằng đó là sự gắn bó sẽ rất là dài lâu, cũng như là sẽ thúc đẩy họ mời thêm những người bạn bè, những khách mời đến các buổi họp sau này. Đó là một cái kế hoạch, đó là tăng cường các buổi one to one, tìm kiếm lẫn nhau, và đặc biệt là các sự kiện như là BOD, các sự kiện Family Day, chúng ta sẽ tổ chức một cách chuyên nghiệp và quan tâm sâu sắc. Thì đó là cái lộ trình mà tôi và ban sự kiện của ban thành viên đã lên một cách rất rõ ràng và sẽ thực hiện một cách rất là chu đáo và chuyên nghiệp. Vâng, tôi nghĩ rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có thể tổ chức được những cái buổi mà đi tham quan các cái gọi là đi thăm các doanh nghiệp và là hội viên. Tại vì tôi thấy là có lẽ điều mà mình mà tạo được cái giá trị mà họ cảm thấy giá trị đó, thì tôi nghĩ là đó là một cái chất dính giúp cho các doanh nghiệp mà chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì thưa chị Dung, vậy thì dưới góc nhìn của chị là những người mà xây những cái viên gạch đầu tiên của gia đình Hello Chapter, vậy thì đối với chị thì cái nhiệm kỳ 8 này, đối với nhiệm 8 chị cũng là giữ một vai trò LT nữa. Vậy theo chị thì chị dự báo như thế nào về cái nhiệm kỳ 8 này? Hãy dự báo về nhiệm kỳ của anh Võ Thành Đạt đi ạ. Tôi không phải thấy mói, nhưng mà thực ra là tôi cũng đã theo dõi Hello từ những ngày đầu tiên. Thì như tôi đã nói từ đầu, nó là đô thị hình sin. Và khi mà tình hình tốt lên thì chắc chắn là chapter nó cũng sẽ đi lên, cộng hưởng thêm cái sự cống hiến rất là nhiệt thành của anh Đạt. Vì thú thật là có anh Đạt thì tôi tiếp tục đảm nhận là vai trò là trưởng ban thành viên. Chứ còn nếu không là không vì anh Đạt thì có thể là tôi cũng sẽ không tham gia LT trong nhiệm kỳ này, bởi vì tất cả chúng ta đều bận rộn. Mà vâng, thì nếu lý do không đủ lớn thì chúng ta sẽ không làm. Đúng rồi. Nhưng mà bởi vì tôi nhìn thấy được rằng là anh Đạt có một sự tâm huyết rất là lớn đối với Hello Chapter, và anh ấy có năng lực, anh ấy có cái khả năng có thể hiệu triệu đúng rồi, hiệu triệu lòng dân. Nên là tôi rất là muốn hỗ trợ anh Đạt để có thể giúp cho Hello Chapter đạt được lại cái đỉnh cao như ngày xưa, và sau đấy lại còn hơn nữa. Đấy, chị Dung có nói lý do thì tôi cũng phải chia sẻ là chính bản thân của tôi là người chủ động gọi điện cho anh Đạt. Mà tôi cũng là một trong những thành viên suýt nữa thì đẩy ra ngoài. Tại vì sao ạ? Tại vì đúng chia sẻ của người là một cái quãng thời gian mà hết thời gian dịch bệnh thì rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi cũng tái cấu trúc để làm sao là tăng tốc hơn trong cái giai đoạn mới. Và cũng mất khá là nhiều thời gian để việc đó, thì tôi cũng đã cái sự hiện diện của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Và một cái ngày tôi mới ngẫm nghĩ rằng là vì sao tôi lại vào Hello? Tôi trả lời câu hỏi đó. Tại vì cái ngày đầu tiên thì chúng ta vào, chúng ta có lý do để vào, đúng không ạ? Vậy thì cái lúc vì sao tôi lại bị trùng năng lượng như vậy? Vì sao mà cái lúc mà mình mệt mà mình chỉ một lý do mệt một chút thôi, và tôi đã quyết định là tôi không đi hỏi. Và tôi trả lời vì sao ngày xưa mình làm được, bây giờ mình không làm được. Và chính bản thân của mình phải đánh thức mình. Và tôi quyết định gọi cho anh Đạt. Tôi biết là tôi có, lúc đó tôi còn chưa biết anh Đạt được nhận làm chủ tịch cơ. Tôi gọi điện là cho anh Xuân Thu, là người là thường là tương tác cùng với tôi. Và anh ơi, cái nhiệm kỳ này là ai là chủ tịch anh? Tại vì chắc chắn thời gian tới em sẽ quay lại mạnh mẽ hơn. Đúng cái vai trò mà mình đã nhận một cái vị trí là LT truyền thông, nhưng mình chưa làm chọn nhiệm vụ thì mình vớt vát được cái giai đoạn cuối cùng này. Đúng ạ. Và tôi đã quay lại thì đúng thực sự là tôi thấy nhận gỡ lại là gỡ lại danh dự một chút, đúng không? Đó là tôi thấy anh Đạt là một người cũng rất là tâm huyết. Và tôi hy vọng rằng là với một những cái gì mà dưới góc độ mình có thể làm được, tôi cũng sẽ hỗ trợ cho anh Đạt để làm sao chúng ta có một nhiệm kỳ thật là rực rỡ. Cảm ơn rất nhiều. Còn anh Hùng thì sao? Anh chúng ta có một chút về dự đoán, thì tôi nghĩ rằng là cái dự đoán này chúng ta có thể là
cá cược nhau một chút, cũng là một cái bữa lẩu chẳng hạn, đúng không? Bữa lẩu của các chủ tịch. Vâng. Là chúng ta, nghĩa là cái mục tiêu của chủ tịch đạt là nhiệm kỳ này là 100 thành viên, đúng không? Vâng. Vậy thì anh Hùng dự đoán như nào? Đối với góc độ của tôi thì tôi luôn hướng về phía chủ tịch đạt, tại vì tôi đứng cạnh ngay rồi. tôi nghĩ là đây nó cũng không phải là trận bóng nên nó cũng không có cái gì là may rủi. Nên là bởi vì chúng ta hoàn thành mục tiêu nó sẽ có các con số. Tôi thì cũng không phải là cháu của Gia Cát Lượng, không phải Gia Cát Dựng. Nhưng tôi nghĩ là Hello trong nhiệm kỳ này sẽ đạt tối thiểu là 100 thành viên. Tối thiểu là 100 thành viên. Và có thể chúng ta sẽ đạt con số đó vào khoảng tháng giữa nhiệm kỳ này. Vâng. Để chúng ta sẽ kết thúc nhiệm kỳ, bởi vì chúng ta sẽ có 3 tháng thử thách là duy trì được 100 thành viên thì mới đạt diamond, mới được trao pin diamond. Mới được trao pin. Dạ. Cho nên là chúng ta sẽ nhận pin vào cái tháng cuối cùng. Vâng. Khi mà chúng ta đạt vào giữa nhiệm kỳ, và theo tôi dự đoán, tôi linh cảm và tôi cảm nhận được khi mà cái năng lượng của Hello nó quay trở lại, cộng với cái việc là LT8 cũng rất là nhiệt huyết với những cái chiến lược của chủ tịch đạt, và đặc biệt là được sự hỗ trợ của rất nhiều các cái công thành viên, vâng, dạ. Cũng như là các anh em đều đồng lòng, thì cái việc Hello vĩ đại trở lại nó sẽ không quá khó ở cái nhiệm kỳ này. Vì có thể là những cái nhiệm kỳ trước của chủ tịch Dung và chủ tịch Huy là vất vả, nó đã qua rồi, và bắt đầu là đến nhiệm kỳ này là nó sẽ khởi sắc, và chủ tịch Đạt đang đi đúng đến cái điểm rơi, nó sẽ là được không thể xuống nữa. Tức là cái mọi thứ nó đều hội tụ, cái sự thuận lợi nó đều đến ở cái thời điểm này. Có lẽ vì con số 8 đó. Tôi nhắn vào cái chủ group của tất cả các chủ tịch của Hà Nội 6. Vâng. Là nhiệm kỳ này Hello sẽ lên diamond. Vâng. Chắc chắn sẽ lên diamond. Và vì là có thể là nhiệm kỳ 8 là nó phát luôn. Vâng. Nhưng mà với tôi thì con số đấy nó sẽ, với ở nhiệm kỳ tôi đặt mục tiêu là 75 cộng. Và tôi đã hoàn thành nhiệm kỳ với mức là 85 cộng. Vâng ạ. Và cũng đặt Titanium ở trong chính cái nhiệm kỳ đó. Vâng ạ. Thế thì tôi thường đặt mục tiêu là mục tiêu có hai mục tiêu, và mục tiêu phải đạt và mục tiêu với. Vâng. Tức là mục tiêu phải đạt là mục tiêu bằng mọi giá phải đạt, là chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình, là chúng ta bằng mọi giá phải đạt nó. Và một mục tiêu là cao hơn một chút điểm với. Ừ. Thì tôi đặt mục tiêu ở nhiệm kỳ của tôi là 75 cộng là Titanium. Nhưng tôi đã đạt được cái mức nó, tức là chapter đã đạt được mức là 80. Thì với nhiệm kỳ này thì tôi thấy là Hello hoàn toàn có thể, bởi vì nhiệm kỳ đấy là tăng hơn 35 thành viên, thì nhiệm kỳ này đang là 70, và hôm nay sau QBD là đã có 80. 8 nguyện vọng 1 là khoảng 80 rồi. Thì việc mà lên 100 trong vòng 3 tháng với cái năng lượng như thế này, thì hoàn toàn Hello có thể đạt được trong 3 tháng đầu tiên. Đấy, và đó là tôi nghĩ là Hello sẽ quay trở lại mạnh mẽ và sẽ vĩ đại trở lại. Vâng. Vậy thì với một vai trò là đã đi qua cái nhiệm kỳ chủ tịch của mình, vậy thì anh có lời khuyên như thế nào cho tân chủ tịch chúng ta nhiệm kỳ 8, đó là anh Võ Thành Đạt? Thực ra thì mỗi nhiệm kỳ nó sẽ có đều những cái thuận lợi và khó khăn khác nhau. Vâng ạ. Mỗi chủ tịch sẽ có cái sự kế thừa khác nhau. Vâng. Và Hello thì có một cái đặc sản nữa là các chủ tịch vẫn còn hiện diện và đều hỗ trợ, rất gắn kết với nhau, gắn văn hóa là hỗ trợ đương kim chủ tịch, cho nên là chủ tịch có thể tận dụng những cái nguồn lực, chủ tịch không cần phải là người làm tất cả và không cần phải là người giỏi nhất, mà hãy để những người LT là những người giỏi nhất. Vâng. Và sử dụng những cái nguồn lực để giúp cho chapter cùng mạnh lên, bởi vì một mình không thể làm được, và nếu như có sự đồng lòng của các anh em thì chapter mới mạnh. Và khi đấy thì thực ra chapter thành công là nhờ thành viên. Vâng. Khi mà thành viên họ cảm nhận được cùng đồng lòng thì chắc chắn là chủ tịch sẽ nhiệm kỳ sẽ hoàn thành được mục tiêu cũng như là mong muốn, và Hello sẽ vững mạnh hơn, và tất cả mọi người sẽ cùng theo cái bám sát cái mục tiêu đấy. Vâng ạ. Tôi đúc rút lại ở ba cái nhiệm kỳ của tôi có ba cái câu này, bí quyết mà tôi đúc rút ra.
là thứ nhất là bám sát mục tiêu. Vâng. Thứ hai là truyền thông liên tục để giữ lửa cho chapter. Vâng. Và thứ ba là quyết liệt đến cùng. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn Chủ tịch Hùng. Em sẽ lưu ý rất sâu sắc những lời khuyên của anh. Còn Chủ tịch Dung thì sao? Có những lời gửi gắm gì ở cái phần cuối chương trình như này là gửi gắm đến là tân chủ tịch chúng ta? Vâng, Chủ tịch Hùng cũng đã nói rất là nhiều cái ý mà thực sự là rất là tâm huyết rồi. Tôi thì cũng chỉ bổ sung thêm một cái đặc sản của nhiệm kỳ tôi thôi. Đấy là kiên trì bền bỉ rồi sẽ đến nơi. Nên là cứ đi mặc dù là mình có thể không thay đổi được nhiều thứ ngay trong một thời gian ngắn. Có thể là mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà miễn là mình luôn luôn nhìn thấy cái ánh sáng cuối đường hầm và mình kiên định đi trên con đường đấy, thì mình sẽ đến cái ánh sáng cuối đường hầm đấy như mình mong đợi. Cảm ơn Dung, cảm ơn Dung rất nhiều. Thì qua hai lời lời chia sẻ, lời khuyên của hai nguyên chủ tịch thì Thành Đạt cũng muốn chia sẻ thêm với tất cả mọi người, đó là đây là một cái nhiệm kỳ mà Thành Đạt mong muốn rằng thể hiện một cách rõ nét đây là chapter của tất cả mọi người. Và sẽ đúng như anh Hùng nói, đó là chủ tịch chỉ là một người kết nối tất cả mọi người. Và tôi sẽ cố gắng tối đa tìm hiểu tất cả những điểm mạnh của các thành viên, các LT và đặc biệt là của các nguyên chủ tịch, mà những người mà tôi luôn nói là cho đi không ngừng nghỉ. Thì tôi tìm hiểu được tất cả các điểm mạnh của họ, cái khát khao của họ với chapter, và tôi sẽ cố gắng khơi dậy họ không chỉ là những cái thế mạnh mà cả niềm tự hào và tình yêu của họ. Thì sẽ xử lý được đó là họ sẽ luôn luôn muốn ở lại Hello. Và điều quan trọng hơn là họ sẽ luôn luôn muốn mang đến những người bạn, những cái mối quan hệ chất lượng đến với chúng ta. Đó là điều mà khi mà Thành Đạt tự nói với bản thân là như vậy. Nếu như làm được điều đó tốt thì cũng như là cộng hưởng sức mạnh của các nguyên chủ tịch, các LT, các thành viên, tạo tình yêu, tạo niềm tự hào với chapter, thì tôi cho rằng là mọi thứ đều có thể đạt được. Và Chủ tịch Dung đã khuyên đó là hãy kiên định, đừng để nghe rất nhiều những luồng ý kiến, mà hãy kiên định với con đường chúng ta đã set up từ đầu nhiệm kỳ, đi với nó. Thì tôi tin rằng kết quả tốt đẹp sẽ đến sớm với cả nhiệm kỳ của tôi. Vâng. Dạ. Vâng, xin cảm ơn Chủ tịch Đảng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, có lẽ trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và cũng là một cái buổi rất đặc biệt, là chúng ta vừa tổ chức xong cái gọi là BOD để chuyển giao nhiệm kỳ. Vâng. Giữa nhiệm kỳ 7 và nhiệm kỳ 8, thì chúng ta chính thức tổ chức cái chương trình Talk Show Bàn Tròn Chủ tịch. Vâng. Và hy vọng rằng trong cái nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Võ Thành Đạt, cùng với đó là cái sự đồng hành của các chủ tịch các nhiệm kỳ, từ nhiệm kỳ 1 cho đến nhiệm kỳ 7, chắc chắn rằng là cái sự góp ý cũng như là cái việc mà các thành viên quay trở lại mạnh mẽ sẽ giúp cho Hello Chapter đạt được những cái mục tiêu nó lớn lao hơn. Và một lần nữa thì chúc cho những cái thành tựu của Hello Chapter sẽ được tiếp tục được kế thừa. Bên cạnh đó, với những cái gì mà chúng ta đã hoạch định cái kế hoạch để phát triển Hello trong cái nhiệm kỳ 8, thì tôi cũng thay mặt những người làm chương trình xin gửi lời chúc cho tân chủ tịch, cũng như là gửi lời chúc đến sức khỏe của hai chủ tịch các nhiệm kỳ của Hello sẽ vững vững niềm tin để chúng ta tiếp tục xây dựng một gia đình Hello Chapter thật là mạnh mẽ. Còn bây giờ thì xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả mọi người.